Cách đây hơn 70 năm, vào tháng 4 năm 1950, trên vùng cao nguyên Tây Tạng giáp với Tân Cương, xảy ra vụ việc chấn động. Một điệp viên CIA tên Douglas McKiernan bị lính canh Tây Tạng bắn chết cùng hai điệp viên người Nga tên Leonid Sutov và Stephen Yajushkin. Do điều kiện thông tin thiếu thốn ở Tây Tạng bấy giờ, sự cố đã không được biết tới rộng rãi. Và khi thông tin đến được với cơ quan tình báo Mỹ, nó ngay lập tức bị tất cả bên dìm sâu vào bí mật trong hơn nửa thế kỷ. Trong suốt thời gian đó, mọi thông tin dư luận biết về Douglas McKiernan hết sức mù mờ. Gần như không một ai quan tâm đến công việc, cái chết cũng như mối liên hệ của ông với CIA. Cũng chính vì thế mà quá phụ và con cái của ông cũng phải sống trong dây dứt và thiệt thòi trong 50 năm. Mãi đến những năm 2000, những bí ẩn mới được giải mã hoàn toàn nhờ những nỗ lực ở hai đầu thế giới. Ở Nga, người ta tìm đến Vasily Chervantsov, người Nga duy nhất sống sót sau sự cố trên cao nguyên Tây Tạng để kể lại câu chuyện. Trong khi đó thì bên kia thế giới, CIA và chính quyền Mỹ đã tiến hành giải mật tài liệu, tiết lộ sự thật về cuộc đời điệp viên Douglas McKiernan. Vậy điều gì đã xảy ra trên cao nguyên Tây Tạng năm 1950? Tại sao người Nga và Mỹ lại đi chung? Tại sao tình báo Mỹ phải vội vàng chôn sâu bí mật này? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết Điệp viên Douglas McKiernan và vụ bắn nhầm tai tiếng trên cao nguyên Tây Tạng dựa từ những tài liệu giải mật mới đây của CIA được tác giả Văn Minh Phương Tây đăng trên website của Spyroom nhé. Douglas McKiernan và bối cảnh miền Tây Trung Hoa. Douglas McKiernan sinh ngày 25 tháng 4 năm 1913 tại Mexico City, Mexico, nhưng sống ở Hoa Kỳ. Ông từng phục vụ trong không quân Hoa Kỳ thời thế chiến và gây ấn tượng với cơ quan tình báo Hoa Kỳ bằng khả năng nói thành thạo các thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Nga. Vì vậy, từ năm 1943, Douglas McKiernan đã được tình báo Hoa Kỳ bổ nhiệm vị trí ở thủ phủ Urumqi, người Trung Quốc gọi là Di Hoa, của vùng Tân Cương Tây Bắc Trung Hoa. Đây là một nơi mà xét theo thành phần dân cư, tình báo Hoa Kỳ không tính nó vào châu Á. Ở Urumqi, Douglas McKiernan làm nhiệm vụ dưới vỏ bọc một nhân viên khí tượng. Năm 1947, ông được biên chế vào CIA, tổ chức tình báo khét tiếng thành lập trong chiến tranh lạnh. Vợ của ông, Becky McKiernan, tên thật là Becky Lyons, cũng là nhân viên khí tượng ở Di Hoa, nhưng không được biết về hoạt động tình báo của ông. Tân Cương từ lâu đã là vùng đất giữ nổi tiếng của Trung Hoa. Từ khi nhà Thanh sụp đổ, các bộ tộc thiểu số ở vùng đất này như Kazakh, Kyrgyz và nhất là Sắc dân lớn nhất, Duy Ngô Nhĩ đã liên tục nổi dậy chống lại chính quyền do người Hán đứng đầu. Từ năm 1930, vùng đất này đã rơi vào ảnh hưởng của Liên Xô, trở thành quốc gia vệ tinh của Xô Viết. Cho đến năm 1944, Liên Xô dựng lên ở Tân Cương một chính quyền bù nhìn do Thịnh Thế Tài đứng đầu. Vào năm 1944, tình hình ở đây thêm một nấc rối ren. Liên Xô bấy giờ hỗ trợ một chính phủ người Duy Ngô Nhĩ ly khai, tự xưng Cộng hòa Đông Turkestan, nổi lên chống lại quân quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch ở Tân Cương. Sự kiện được biết là cuộc nổi loạn Ili từ năm 1944 đến năm 1949. Cuộc nổi loạn Ili diễn ra chủ yếu ở miền Bắc Tân Cương và thủ phủ Di Hoa, nơi Douglas McKiernan làm việc, không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng cũng trong thời gian diễn ra loạn Ili, năm 1948 xảy ra một cuộc đụng độ đẫm máu ở núi Bắc Tháp Sơn, gần biên giới Mông Cổ, Trung Quốc. Quân Mông Cổ được Liên Xô chống lưng đã xâm lấn biên giới Trung Hoa, gây ra đụng độ làm hàng trăm binh lính hai bên thương vong. Douglas McKiernan được lệnh của cơ quan tình báo Mỹ đã đi theo quân Trung Hoa Dân Quốc lên núi Bắc Tháp Sơn và là người đã đưa ra những sự kiện ở Bắc Tháp Sơn ra quốc tế, gây ra tranh cãi ngoại giao lớn giữa Trung Quốc và Liên Xô ở Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, ở Tân Cương, Douglas McKiernan là người đã phát hiện ra chương trình nguyên tử của Liên Xô khi ông nhận thấy các hoạt động khai thác uranium và các lò phản ứng được xây dựng ở Ta Chen, Bắc Tân Cương. Ông cũng đã dự đoán chính xác vụ thử bom nguyên tử đầu tiên của Liên Xô ở Kazakhstan. Do đó, Douglas McKiernan được mệnh danh là gián điệp nguyên tử đầu tiên của Hoa Kỳ. Những tài liệu giải mật sau này của Douglas McKiernan đã cho thấy bằng chứng chắc chắn rằng Hoa Kỳ đã biết rõ chương trình hạt nhân của Liên Xô nhưng không thể ngăn chặn. Ngoài ra, còn có những nghi ngờ về cái bắt tay mờ ám giữa Liên Xô và Mỹ ở miền Tây Trung Hoa. Theo đó, Douglas McKiernan hoạt động trong lòng một khu vực ảnh hưởng của Liên Xô nhưng không bị đụng đến, còn chương trình hạt nhân của Liên Xô không bị phá hoại. Người ta lập luận rằng Liên Xô và Hoa Kỳ đều coi miền Tây Trung Hoa lúc đó là miếng bánh ngon cần được chia sẻ và vì vậy đã chia nhau lợi ích của mình ở nơi này, mặc kệ người Trung Hoa. Trong khi Liên Xô tiếp tục giữ Tân Cương làm quốc gia vệ tinh và khai thác nơi này, người Mỹ cũng định biến Tân Cương
Tây Tạng thành căn cứ cho tàn quân Quốc dân đảng trong trường hợp họ thua trong nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này càng có cơ sở khi tai nạn của Douglas McKiernan ở Tây Tạng diễn ra sau đó. Ông đi cùng 3 người Nga. Hành trình đến Tây Tạng. Năm 1949, tình hình Trung Quốc thay đổi nhanh chóng. Đảng Cộng sản Trung Quốc được coi là chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc nội chiến. Lúc này, cả Liên Xô và Mỹ đều có những tính toán riêng cho những quân bài của mình trước nước Trung Hoa Cộng sản sắp thành lập. Nếu như Liên Xô chọn cách bỏ rơi Tân Cương, giữ lại Mông Cổ, thì người Mỹ dự định đưa tàn quân Quốc dân đảng về một khu hiểm trở ở Tây Nam, chính là tỉnh Vân Nam và Miến Điện ở Đông Nam Á tiếp tục chiến đấu. Họ cũng dự tính biến Tây Tạng, một khu vực vốn trung lập trước đây, thành một quốc gia thù địch chống lại Trung Hoa Cộng sản. Và đây chính là cơ sở nghi ngờ cái bắt tay của Liên Xô và Mỹ khi họ cùng dự tính dọn đường Tân Cương cho quân giải phóng nhân dân Trung Hoa tiến vào và Quốc dân đảng dời đi. Nếu như Liên Xô cho đoàn chính phủ Tân Cương lên máy bay rồi ám sát bằng cách cho rơi ở hồ Baikal, thì CIA được cho là tìm một con đường xuyên qua Tây Tạng để tàn quân Quốc dân đảng ở Tân Cương đi xuống Vân Nam lập chiến khu. Tháng 7 năm 1949, sứ quán Mỹ và hầu hết người Mỹ ở Jihua được di tản bằng máy bay, trong đó có cả Becky McKiernan, vợ của Douglas. Điều này thực hiện được nhờ một thỏa thuận đã được xác thực giữa Liên Xô và Trung Hoa Dân Quốc. Theo đó, duy trì các chuyến bay giữa Tân Cương và các thành phố của Quốc dân đảng kiểm soát. Nhưng Douglas McKiernan và vài người khác được chọn cho nhiệm vụ này tiêu hủy tài liệu, vật tư của tình báo Mỹ ở Jihua. Riêng Douglas McKiernan còn nhiệm vụ đặc biệt khác, tiếp tục theo dõi chương trình hạt nhân Liên Xô, do trước đó ông đã báo cáo có vẻ Liên Xô sắp thử bom nguyên tử. Vào ngày 10 tháng 8 năm 1949, bức điện cuối cùng của McKiernan ở Jihua được gửi đi, thông báo rằng Liên Xô có vẻ sẽ thử quả bom nguyên tử ở Kazakhstan trong thời gian ngắn sắp tới. Tin tức này của ông sau đó đã được chứng minh là chính xác. Ngày 29 tháng 8 năm 1949, Liên Xô thử quả bom nguyên tử đầu tiên của nước này tại bãi thử Semipalatinsk, Kazakhstan. Kế hoạch hành trình của Douglas McKiernan là men theo biên giới phía Tây, đi qua Tây Tạng hoặc thậm chí là Ấn Độ để xuống Vân Nam. Do không thạo đường đi ở Nam Tân Cương, Douglas McKiernan đã được một đoàn cộng sự khác hộ tống. Đoàn cộng sự của ông gồm nhà địa chất người Mỹ Frank Beczak cùng 3 người Nga tên Stephen Yayushkin, Leonid Shutov và Vasily Javansov. 3 người này là những người Nga chống cộng, cựu quân bạch vệ thời nội chiến Nga, chạy trốn khỏi Liên Xô. Tuy nhiên ở Tân Cương, hầu hết quân bạch vệ đều làm việc cho tình báo Liên Xô KGB. Trong số này, Vasily Javansov là người nổi tiếng nhất, sau này đã sống sót để kể lại câu chuyện về Douglas McKiernan. Đoàn hành trình 5 người men theo biên giới phía Tây giữa Tân Cương và Kazakhstan, đi về phía Nam hướng đến Tây Tạng. Trong nhật ký của Frank Beczak ghi lại, họ không đi liên tục mà đã có hẳn một tháng dừng chân trong căn cứ của tướng ly khai dân tộc Kazakh rất nổi tiếng là Osman Batyr. Đó là khi chiếc xe Jeep của họ bị hỏng và phải bỏ lại. Họ phải tìm cách đến căn cứ của Osman Batyr. Osman Batyr là thủ lĩnh người Kazakh ở Tân Cương, người đã chiến đấu chống lại bất cứ phe nào chỉ để bảo vệ lợi ích của dân tộc Kazakh. Sau năm 1949, Osman Batyr không hạ vũ khí mà tiếp tục chiến đấu chống lại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kết quả là bị bắn và xử tử năm 1951. Trong thời gian ở căn cứ của Osman Batyr, đoàn của Douglas McKiernan đã được tiếp đón, cung cấp nhu yếu phẩm và lạc đà để di chuyển. Douglas McKiernan và đoàn của ông cũng để lại cho thủ lĩnh người Kazakh một số vật phẩm như radio, đồng hồ và vàng để cảm ơn. Cũng trong thời gian này, ngày 25 tháng 9 năm 1949, Douglas McKiernan đã xoay trở để có thể gửi đi bức điện tín cuối cùng của mình đến cơ quan tình báo Mỹ ở Nam Kinh. Tuy vậy, bức điện lần này mang nội dung khá bi quan. Đấy là quân Quốc dân đảng ở Tân Cương đã hạ vũ khí và chào đón quân Cộng sản tiến vào. Và không có vẻ gì, họ muốn hành quân xuống phía Nam tiếp tục chiến đấu. Bức điện của Douglas McKiernan được cho là nguyên nhân khiến tình báo Mỹ từ bỏ kế hoạch hành cho Quốc dân đảng quân xuống Vân Nam, thay vào đó tập trung xây dựng căn cứ ở vùng Đông Nam Á xa hơn. Sau khi rời trại của Osman Batyr, 5 người trong nhóm Douglas McKiernan đi bằng lạc đà hơn 1.000 km qua sa mạc Taklamakan khắc nghiệt. Thỉnh thoảng, họ thậm chí đã đi qua lãnh thổ Trung Á của Liên Xô mà không bị bắt giữ. Trên đường đi, McKiernan đã rất cẩn thận ghi lại từng km trong nhật ký hành trình của mình, cố gắng ghi lại chi tiết từng địa điểm, cột mốc mà đoàn đi qua, trong khi thường xuyên tìm cách liên lạc qua radio với các cơ quan tình báo Mỹ. Đến nay, nhật ký hành trình của Douglas McKiernan và Frank Beczak mới chỉ được giải mật một phần.
Các bức ảnh chụp và liên lạc qua radio vẫn nằm trong kho tài liệu chưa được giải mật của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tháng 11 năm 1949, đoàn Douglas MacKiernan đã đến chân dãy núi Côn Luân, ranh giới giữa Tân Cương và Tây Tạng. Tại đây, các ghi chép cho thấy họ đã bị kẹt lại trong 3 tháng vì mùa đông khắc nghiệt, nhưng may mắn đã được trú tạm cùng một bộ lạc người Tajik tại địa phương. Đến tháng 3 năm 1950, sau khi kết thúc mùa đông, nhóm 5 người đã băng qua dãy Côn Luân, đến được Sơn Nguyên Chang Tang, thuộc Tây Tạng. Đây là một khu vực hoang vắng rất thưa người. Vụ bắn nhầm tay tiếng. Bi kịch ập đến vào ngày 29 tháng 4 năm 1950. Tại một khu vực có người ở trên cao nguyên Chang Tang, nhóm 4 người gồm điệp viên Douglas MacKiernan cùng 3 cộng sự người Nga Yayushkin, Sutov và Javanshov bất ngờ đụng độ lính canh Tây Tạng đang đi tuần. Không kịp phản ứng, lính Tây Tạng nổ súng bắn cả 4 người. Nhà địa chất Frank Beksak tách khỏi nhóm cách đó một ngọn núi, nghe thấy tiếng súng liền vội chạy đến. Khi ấy, ông thấy 3 người gồm MacKiernan, Yayushkin, Sutov đã chết, còn Javanshov bị thương nặng. Frank Beksak gào thét để lính Tây Tạng dừng bắn và ông bị bắn ngay lúc đó. Frank Beksak và Javanshov bị lính Tây Tạng đưa đi, không còn biết gì về thi thể Douglas MacKiernan và 2 người Nga kia nữa. Lính canh Tây Tạng lúc đó không hề biết mình vừa bắn một điệp viên Mỹ. Và người Mỹ cũng không hề biết điệp viên của mình vừa bị bắn chết dù liên lạc đột ngột bị cắt đứt. Phải tận 5 ngày sau, lính Tây Tạng mới tá hỏa khi biết đã giết một nhân viên tình báo Mỹ. Đó là lúc đại diện Mỹ ở Nam Kinh viết thư cho Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng thông báo rằng sắp có một đoàn điệp viên Mỹ băng qua biên giới Tây Tạng, đề nghị có hành động an toàn. Lúc Đạt Lai Lạt Ma nhận được thư thì Douglas MacKiernan đã bị bắn chết 5 ngày rồi. Sự chậm trễ khó tin của đại diện tình báo Mỹ được giải thích là do không có điện tín được nối trực tiếp đến Tây Tạng nên phải gửi thư tay. Chính quyền Tây Tạng sau đó phải vội vã giải thích rằng Douglas MacKiernan khiến họ nhầm lẫn. Cụ thể, MacKiernan là người châu Âu nhưng mặc quần áo Tân Cương, lại đi cùng người Nga nên lính canh Tây Tạng tưởng nhầm ông là điệp viên của Cộng sản ở Tân Cương, ám chỉ Liên Xô. Do đó, lính Tây Tạng mới nổ súng bắn chết họ ngay lập tức. Lính canh Tây Tạng thời điểm đó đang được đặt trong cảnh giác cực độ, sẵn sàng bắn bất cứ người nước ngoài nào xâm nhập do lo sợ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sắp sửa chiếm Tây Tạng. Điều đó thực sự sau đó đã xảy ra. Sau khi tin tức về Tây Tạng thông báo về vụ bắn nhầm, cơ quan tình báo Mỹ đã được chỉ thị liên hệ với Tây Tạng giấu kín mọi thông tin không được để lộ ra ngoài. Tất cả thông tin được Hoa Kỳ đưa về Douglas MacKiernan là nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ thiệt mạng ở Tây Tạng không nói rõ lý do, còn lại không đề cập bất cứ thông tin gì về liên hệ với tình báo Mỹ. Cũng không có thông tin gì được đưa thêm về phía Tây Tạng, một phần do điều kiện thông tin thiếu thốn ở Tây Tạng thời đó. Tóm lại, không nhiều người trên thế giới biết về vụ Tây Tạng bắn nhầm điệp viên Mỹ lúc đó. Còn công chúng Mỹ tin rằng người Mỹ thiệt hại ở Tây Tạng chỉ là nhân viên khí tượng bình thường. Ngày 29 tháng 7 năm 1950, tận 3 tháng sau cái chết của Douglas MacKiernan, mới có tờ báo lớn đầu tiên, New York Times, thông báo ngắn gọn, nhân viên Bộ Ngoại giao Douglas MacKiernan đã thiệt mạng ở Tây Tạng, hoàn toàn không đề cập gì đến nhiệm vụ tình báo của ông. Tuy nhiên, sau này, người ta phát hiện trước đó đã có những nghi ngờ Douglas MacKiernan làm nhiệm vụ gián điệp ở Trung Quốc. Cụ thể, chính quyền Trung Quốc từng tố cáo Douglas MacKiernan đang làm gián điệp ở miền Tây Trung Hoa, nhưng điều này bị Hoa Kỳ bác bỏ. Một tờ báo địa phương ở San Francisco tháng 1 năm 1950 thậm chí đã phỏng vấn vợ của Douglas MacKiernan, bà Becky MacKiernan. Trong đó, bà bác bỏ tin đồn chồng mình là điệp viên. Dĩ nhiên, bởi Douglas MacKiernan đã giấu kín hoạt động tình báo của mình với cả người vợ. Đây có thể là câu trả lời cho việc tại sao chính quyền Mỹ lại muốn giấu mối liên hệ giữa Douglas MacKiernan và cơ quan tình báo. Dễ thấy trong đó, người Mỹ vừa mạnh miệng bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc về Douglas MacKiernan, nên khi tai nạn xảy ra buộc phải tuyên bố ông chỉ là nhân viên Bộ Ngoại giao, nhằm mục đích giữ thể diện cho chính quyền và cơ quan tình báo Mỹ. Số phận người sống sót. Sau khi được biết đến là bị bắn nhầm, hai người sống sót là nhà địa chất Mỹ Frank Beksak và người Nga làm việc cho KGB, Vasily Javanshov, đã được đối xử khá tốt. Họ đã được cứu chữa, gặp người Mỹ ở Tây Tạng và thậm chí được diện kiến Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. Frank Beksak đã may mắn ghi lại những bức ảnh quý giá về Tây Tạng trong thời gian hai người ở đây. Với nhóm lính canh Tây Tạng bắn nhầm điệp viên Mỹ, sau khi phát hiện sai lầm thì một tòa án binh Tây Tạng đã kết án nhóm lính canh. Tội bắn nhầm người thời đó ở Tây Tạng bị phạt rất nặng, bao gồm cả những hình phạt ghê rợn như xẻ mũi và tai. Nhưng Frank Beksak đã xin tha cho nhóm lính, giúp họ chỉ bị phạt 200 roi. Beksak và Javanshov sau đó tiếp tục được chuyển đến thủ đô Lhasa của Tây Tạng trong 2 tháng 6 và 7 năm 1950. Tại đây,
hai người gặp được nhiều người nước ngoài, cả Nga và Mỹ ở Tây Tạng. Béxác liên hệ được với đại diện Mỹ, sắp xếp cho ông trở về Mỹ từ Ấn Độ. Béxác cũng thuyết phục Savansov theo ông về Mỹ, và Béxác cũng kiếm hộ chiếu Mỹ cho ông. Tháng 8 năm 1950, họ nhận được ngựa của Tây Tạng để đi về phía Ấn Độ. Lúc này, đường dễ đi hơn do có đường lớn nối thẳng Ấn Độ với Tây Tạng. Ngày 21 tháng 8 năm 1950, Béxác và Savansov đến được Sikkim, biên giới Ấn Độ, và được lính canh Ấn Độ ở đây đón về thành phố Calcutta, một thành phố lớn ở Ấn Độ, cũng là nơi đặt một cơ sở quan trọng của CIA. Từ Calcutta, họ trở về bằng máy bay về thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Tại đây, Béxác được chở thẳng về Mỹ, còn Vasily Savansov bị kẹt lại hơn 8 tháng do ông không có hộ chiếu Mỹ. Đây là công dân Liên Xô nên người Mỹ không cho ông lên máy bay. Savansov đã bị kẹt ở Delhi trong 8 tháng. Sau khi được Béxác lo hộ chiếu Mỹ, ông mới được sang Mỹ định cư. Ông sống ở bang Hawaii và qua đời năm 2012. Dĩ nhiên, ông giữ kín hoặc bị bắt giữ kín câu chuyện về Douglas MacKiernan và những chuyện trên cao nguyên Tây Tạng. Còn Frank Béxác tiếp tục làm giáo sư ở trường đại học ở Montana, Hoa Kỳ và qua đời vào năm 2010. Giải mật và thừa nhận. Sau hơn nửa thế kỷ giấu kín, đến những năm 2000, những góc khuất trong câu chuyện về Douglas MacKiernan đã được làm sáng tỏ nhờ những nỗ lực của cả hai bên Nga và Mỹ. Ở Nga, nhà báo Roman Gruzov đã dành nhiều năm để tìm kiếm, lần theo dấu vết, cuối cùng tìm được Vasily Savansov đang định cư ở Hawaii năm 2011, chỉ một năm trước khi ông qua đời. Tại đây, Roman Gruzov đã phỏng vấn Savansov và đã may mắn ghi lại được câu chuyện quý giá về cuộc hành trình xuyên Trung Quốc của đoàn điệp viên MacKiernan năm 1950. Câu chuyện kể của Vasily Savansov đã gây sốt trên truyền thông của cả Nga và Mỹ khi nó được công bố, dù rằng vào thời điểm đó, câu chuyện về Douglas MacKiernan đã được giải mật khá nhiều. Còn đối với cơ quan tình báo trung ương CIA, những người chịu trách nhiệm về Douglas MacKiernan thì đến năm 2000, tức là 50 năm sau, họ mới lần đầu tiên thừa nhận Douglas MacKiernan là nhân viên CIA thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ. Điều này đồng nghĩa với việc Douglas MacKiernan là điệp viên CIA đầu tiên thiệt mạng trong công việc, điều mà trước đây được cho thuộc về Jerome P. Kingsley, nhân viên CIA rơi máy bay thiệt mạng ở Nhật Bản năm 1951. Với việc công nhận này, bức tường danh dự của CIA ghi tên những người hy sinh đã được sửa lại với cái tên Douglas MacKiernan được đưa lên ngôi sao đầu tiên. Nhưng cũng phải đến năm 2006, CIA mới tiếp tục thừa nhận Douglas MacKiernan là điệp viên nguyên tử đầu tiên của Hoa Kỳ nhờ thành tích phát hiện chương trình hạt nhân của Liên Xô ở Tân Cương. Sở dĩ có chuyện này là vì điệp viên nguyên tử là một danh xưng rất cao quý trong thời chiến tranh lạnh. Như ở Liên Xô, các điệp viên nguyên tử được in hình trên tem thư. Với người vợ Becky MacKiernan và con của Douglas MacKiernan, do cái chết của ông không được công nhận là điệp viên CIA làm nhiệm vụ nên họ đã chịu nhiều thiệt thòi. Gia đình ông không được nhận trợ cấp từ chính phủ Mỹ và CIA, chỉ nhận được một khoản trợ cấp nhỏ từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Họ cũng không được biết sự thật về thân thế của chồng và cha mình. Nhưng sau năm 2000, khi các tài liệu được giải mật, chính phủ Hoa Kỳ đã chịu trách nhiệm và bồi thường trợ cấp cho gia đình ông. Sự thật và danh dự của Douglas MacKiernan đã được trả lại tương đối đầy đủ sau hơn 50 năm. Và đến đây cũng là toàn bộ nội dung của bài viết. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về nội dung của video lần này? Hãy cùng để lại những ý kiến của mình trong phần bình luận bên dưới nha. Và nếu thích video này, đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của Spyroom và bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.